Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Yo! Chị em mình là một gia đình. Chị em mình là một gia đình. Chị em mình là một gia đình. Cái cảm giác của mình bây giờ là gì? Không thể tin được ý, thật mà. Cháu giờ nghĩ là mình nhất đâu. Và càng không bao giờ cháu nghĩ rằng là mình hiểu. Cái này chẳng có một người đấy, không? Và đã thế lại góp một phần vào trong cái quỹ từ thiện mà như này tới 100 triệu luôn. Bản thân này đến thì có như nào nhỉ? Hạnh phúc quá nhỉ? Quá hạnh phúc, quá tuyệt vời. Em cũng không thể tưởng tượng được. Đây là cái điều mà anh cảm thấy là trong điều năm đi hát của Hải Yến ý, đây là cái điều mà anh Yến sẽ rất là đáng nhớ. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà Yến có chương trình và cái hành đi hát song ca của với một bạn thí sinh không chuyên hoặc là bạn không biết đến cái âm nhạc chuyên nghiệp ý. Bạn hát được như vậy thì mình cũng là cái người đồng hành cùng với các bạn và mang đến hai cái tiết mục mà bạn thân này đến, trong đó có một bài chưa hát bao giờ nữa. Nói chung là mọi thứ bây giờ rất là tuyệt vời và một lần nữa thì xin cảm ơn chương trình rất nhiều, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã trình quay đã bấm cho Hải Yến và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả truyền hình đã theo dõi chương trình Nhạc Hội Song Ca. Và lần sau thì chương trình nói rằng là sẽ có một cái thử thách cho Hải Yến và đã là thử thách thì chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ không bao giờ và chưa bao giờ thấy Hải Yến làm điều này rồi, đấy là cái điều chắc chắn. Và cái gì chưa làm thì sẽ khó, nhưng mà với một cái quyết tâm, nếu chị khó thì em sẽ đỡ chị, đúng không? Yeah. Và chị em mình cùng tiến lên. Dạ, con Lê Vinh thì đã trải qua một đêm đầu tiên và cũng như là đến đêm thứ hai thì càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Dạ, như hồi nãy ngồi ở trên ghế khách mời thì em có nói chị Yến là chị Yến ơi, em thật sự rất là hạnh phúc vì được chung đội với chị và đó là cái gì mà em rất là tự hào luôn. Bởi vì em cảm thấy là chung kia với chị thật sự rất là sướng, tại vì từ trang phục đến cách mà dùng dụng, cách mà kỹ thuật thân người chị điều chỉnh cho em hết qua các vòng thi thì em đã thấy là mình trong đến nay cũng đã tiến bộ một chút xíu, cho nên là thật sự rất là may mắn vì gặp gỡ chương trình và may mắn được chung thi với chị Yến. Là đầu tiên là hai chị em về sẽ nghỉ ngơi và làm suy nghĩ về hạnh phúc này, bởi vì thời gian Yến là cái người kiểu hay bị nhắm mắt trong một buồn cười cả đêm ấy, kiểu cái cảm giác đấy. Nhưng mà chắc chắn là chị em sẽ nhắn tin chúc nhau ngủ ngon trước, đúng không? Và một lần nữa thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cảm ơn nhau vì mình đã làm tốt cái phần công việc của mình và hy vọng rằng là trong tập tới chị em chúng ta vẫn sẽ cố gắng mang lại cho khán giả những tiết mục tuyệt vời nhất. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào mọi người. Chào.